quyết tâm phấn đấu. Đấy câu đầu nè, cái câu này là mày nào quyết tâm phấn đấu học hành đấy. Mà thơ bà tặng quà hôm nay tặng thơ. Thơ đâu không có gì cả. Thế nó là của bà Ram đâu? Bà đâu? Rồi. Nghe lại này. Rồi bà. Cháu thì em ta quyết tâm phấn đấu. Đấy là có quyết tâm cao nha. Rồi thằng Tít nó cũng bổ nó kéo quyết tâm cao. Đây nha thịt nướng các bạn nha. Đây là món vịt nướng với thịt thịt và thịt ba chỉ lương chưa đi giữa bao nhiêu đấy. Rồi bên kia có ghi không? Có mặt cho mưa gió ngập trời. Úi giời, mưa gió nó cái là thời kỳ nó đằng đó. Ta không sợ hãi, cuộc đời vẫn vui, bưởi ngon ngon tận đến cùi. Tuy rằng cháu gái nhưng tôi hài lòng, nhưng tôi vẫn nói này, bưởi mà chua chát biết thời không ăn. Bưởi ngon ngon tận đến cùi, bưởi mà chua chát biết thời không ăn. Cái có nghĩa tất cả đều xấu là không được cũng nên. Tuổi thơ phải nghĩ đến học hành, có tài có đức mới mang danh cho đời. Cháu thì em ta vừa đẹp vừa tươi, thế công mắt sáng miệng cười có duyên. Nhiều em kết hiền dịu nhất, hiền dịu ít nói là huyền. Nanh lợi đẹp gái biết quản tiền là Ngọc Minh. Tiếng Anh giải cấp 3 huyện giật mình. Đây là của Khánh Vân đây. Khánh Vân ô tên là thơ thật tình thơ cũ à? Rất đáng yêu. Thơ hơi gì nhỉ? Của Khánh Vân. Thế công nộn xộn nắm điều. Nhưng mà lần được 2 lần mỗi mình cháu. Là lần trước cháu hay thế mà lần này. Giật được điều giải. Từ trường đến thành phố. Ôi trời. Ai chiều. Trường bây giờ là cháu sập. Bằng được thế công. Ai chiều. Ai chiều thế. Đây đến đọc lại.